Còn con gái mình nó đang nhập về nó con chùa. Con chùa. Cá và tiêu. Con gái mình nó đang nhập con về. Nó nấu con chùa cho mình. Nấu con chùa có cá bông lau. Khổ. Cá giá cần. Nhưng mà không có bạc hà, nó nấu bạc hà vì không có nên nó nấu. Giờ mình ăn cơm với bánh chua cá bông lau, con gái mình nó nấu, con gái nhà Nhật mình về nó nấu, nấu có nước cam dắt vô ngon lắm, nấu nồi canh chua thiệt ngon. Cá bông lau đây các bạn thấy chưa, cá bông lau của Việt Nam, con mình nó thích ăn cá canh chua cá bông lau. Mưa cái vàng nó còn ướt. Vàng ướt thế tùm lum nước không. Ướt thế. Cái lan can này nó bị tiết á. Nó chóc sơn lên. Năm nào tiết nó cũng rơi xuống. Đóng ở đây rồi nó có tiết. Mau chóc sơn. Lunch right now, and I'm eating lunch with sweet sour soup, and smelt fish, caramelized smelt fish. Sweet sour soup is a popular soup in Vietnam, and we usually eat the soup with the caramelized fish, salted caramelized fish. Hi các bạn, chào buổi sáng. Mình đang ăn cơm. Hôm nay mình ăn cơm canh chua cá bông lau. Và cá này là cá smelt fish. Nó giống như cá cơm vậy nhưng mà nó bự. Kho tiêu mặn mặn, nghe canh chua ngon. Con cá này có trứng. Trứng ngon. Ngon, canh chua nhiều ăn chua chua ngon ngon. Mẹ nấu. Mình đã nấu vừa ăn. This is catfish. We usually have some type of fish in the sweet and sour soup. We use catfish this time. And we also caramelize the catfish as well. And that's catfish too. Dip it with fish sauce to taste. Thường á. Một thường. Ăn cá đi, nó đừng ăn chung với rau. Ăn chung với rau, ruộng dính vô rau, xương nó cổ giờ. Cái gì đó ăn riêng là không ăn chung. Cá này nó có mỡ chứ, ăn béo béo.
sao. Này đậu măng tây. Cái này mua mập quá chừng. Cắt miếng thịt ăn cũng được. Măng tây này mập quá chừng. Gá này con nào cũng có trứng lắm. Mà trứng là xíu. À trứng rồi các bạn ơi. Trứng nó vàng kìa. Một xíu. Còn giữa nó, giữa nó xúc trứng vậy hết rồi. Nhưng mà con nào cũng có trứng. Chứ gà nó ăn nó chật à? Nó ăn có cơm cũng ít mà đồ ăn thấy cũng ít nữa. Dù phải để ớt, dù không ớt cũng chẳng ăn cái. Ngon ngọt không? Ngọt. Nó này ăn được, nó chua ngọt ngọt. Cái này là basa ha, không? Hay là bông lau, basa. Bông lau, basa gì cũng thứ, ai biết. Người thì kêu basa, người kêu bông lau, ai có biết đâu. Không biết sao. Ngọt. Ngọt ngon. Chua ngọt nó giòn nữa chứ ngon thế. Sáng không trời mưa. Sáng không trời mưa. Hồi sáng mưa hả? Mưa không có nắng á. Ok các bạn ơi, mình tạm dừng video đây nha các bạn. Mình hẹn các bạn lại video sau nha các bạn. Xin chào các bạn. Ok guys, thanks for watching. Bye bye. Nắng nó ra rồi.